Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị kính mến. Lời nói đầu tiên thì cho phép Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả những ông bà, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quý báu mà xem cái đoạn video ngắn của Phong Nguyễn trong ngày hôm nay. Thì bữa nay thì Phong muốn cập nhật cái tình hình thông tin mới nhất của bé Gia Hưng. Thì cô bác anh chị cũng biết rồi, bé Gia Hưng là năm nay là 2 tuổi và đã mất tích vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và tới nay là cũng đã 4 ngày, nay là ngày 19 tháng 10 và gia đình bé là ở ngoài Dầu Tiếng, Bình Dương. Thì bữa nay thì có rất là nhiều ông bà, cô bác, anh chị em là hỏi Phong, thấy cũng có nhiều kênh là đăng tải nói là bé Gia Hưng thì hiện tại là đang được đưa về nhà cùng ấm áp hạnh phúc sau những 3 ngày xa cách mà được tìm kiếm mà đưa về nhà, thì thật sự đang rất vui mừng. Nhưng mà cái đó là Phong muốn cập nhật cái thông tin chính xác là thật sự là tới ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2021 thì bé và gia đình là cũng chưa có tìm kiếm và gặp nhau. Tại vì có thể là những cái hình ảnh mà khi mà những anh em mà đi tìm kiếm bé thì có thể là trong cái lúc mà vội vàng và mừng quá và đăng tải lên, rồi trong cái khoảnh khắc đó thì có những anh em YouTube hoặc là những anh em truyền tải thông tin thì có thể là đưa đăng tải hoặc là đưa những cái hình ảnh thật sự nó không chính xác. Tại vì trong những cái bức ảnh mà có anh Đạt và chị Nhi là ba mẹ của bé Gia Hưng, thì trong cái lúc mà bé mà chưa có mất tích thì có chụp hình chung với gia đình cùng chơi đùa và giỡn với nhau, thì có đó là những cái hình ảnh mà trước khi mất tích. Thì thật sự tới ngày hôm nay là cũng chưa có tìm kiếm được. Thì khi được mà những được cơ quan chức năng và những bên truyền thông, báo chí chính thống tiếp xúc và muốn gặp gia đình, thì mẹ và cha của bé Gia Hưng thì cũng rất là mong muốn, giống như mà đánh đổi tới cả cái tài sản của mình để mà kiếm lại một cái đứa con của mình, thì anh và chị vẫn đánh đổi. Nhưng mà thật sự tới ngày hôm nay thì cũng đã quá là mòn mỏi và chờ đợi. Nhưng mà trong vô vọng của bác chị thật sự là ai gần như ai cũng nghe và rất là xót xa, đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ và những người thân ruột thịt trong gia đình thì ai cũng rất là lo lắng. Thì gần như trong gia đình là đi một cái đoạn đường mà gần như là rất là nhỏ bé mà cũng gần sát bên nhà, mà dần dòm từ ở nhà mà dòm ra là đã thấy rất là rõ rồi. Nhưng mà bên phía gia đình và ba mẹ của bé Hưng thì cũng đã đi kiếm gần như là những cái đoạn đường bây giờ nó lầy lội, là những cái dấu chân và những cái chiếc xe mà đã chạy bây giờ là nó bùng lầy rất là nhiều, nhưng mà vẫn chưa tìm kiếm được. Thì nghe chia sẻ về phía gia đình của bé Gia Hưng thì gần nhà thì cách nhà cũng có một cái đoạn cái suối nhỏ ở đó, thì bên phía gia đình người nhà và những người địa phương lân cận ở ngoài Dầu Tiếng, Bình Dương thì cũng đã rất là nhiệt tình rồi đi kiếm từng ở khu vực mà từng bụi cây dặm cỏ và từng con suối, thì cũng không có phát hiện một cái dấu tích gì của bé Hưng á cô bác chị ạ. Khoảng thời gian vừa qua thì trong cái lúc mà chi tìm và tìm ra những cái manh mối quan trọng mà để phục vụ cho cái việc mà khi mà bé Gia Hưng mất tích để giúp cho những cơ quan chức năng thì sẽ làm rõ mọi chuyện nó nhanh hơn, nhưng mà cũng gần như là tới ngày hôm nay là cũng chưa có tìm được một cái gì đó nó quan trọng và nó rõ ràng nhất. Thì trong ít ngày qua thì có một hai cái người chú thì chạy xe thì có ẵm theo một bé nhỏ, thì cũng được mà thấy dạng tình nghi là cũng được giữ lại, và sau đó là khi điều tra làm hỏi rõ thì cái đó là chỉ là những cái người mà con cái hoặc là cháu trong ruột thịt trong gia đình chứ không phải là bé Gia Hưng. Thì ngày hôm nay thì ngày hôm qua chứ hôm qua thì người dân cũng phát hiện là được hai thanh niên người Trung Quốc thì cũng được thấy, thì dạng tình nghi thì cũng đang giữ để làm rõ, thì chứ cũng chưa có xác định rõ là bé Gia Hưng mất tích là vì cái lý do nào và do ai hoặc là một cái lý do nào đó thì cũng chưa có xác nhận được. Tại vì thật sự là ngay chỗ mà nhà của bé Gia Hưng là cách đó là không xa là có một cái con suối nhỏ nhỏ, và bên cạnh đó thì gia đình thì có một cái lô cái vườn cao su mà giống như cái rừng của bác chị à, rất là dậm dạp, mà đường xá thật sự là nó rất là khó đi. Tại vì Phong có những người bạn anh em của Phong á thì hôm qua là cũng có đi lên Dầu Tiếng ở Bình Dương, trên đó là cái yếu tố ban đầu thì mấy anh em là cũng muốn lên để hỏi gia đình và truyền tải những cái hình ảnh, những cái thông tin để cho cập nhật để cho ông bà cô bác trong và ngoài nước xem, rồi có thêm những cái thông tin gì đó quan trọng rồi để có thể cô bác có thể chia sẻ rộng rãi để tìm kiếm bé mà Gia Hưng một cách mà nhanh nhất và sớm nhất. Nhưng mà hôm qua lúc mà vô á thì đang lực lượng mà chức năng thì bên phía mà công an ở trên Dầu Tiếng, Bình Dương thì tập trung rất là đông,
Thì hiện tại cô bác anh chị là biết trong cái lúc này là tình hình dịch thì cũng mới được giảm bớt thôi, chứ mà cũng còn khá là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì đây là một cái vụ án mà mất tích thì nó cũng khá là nhiều cái điểm mà nó rất là khó khăn cho lực lượng cơ quan chức năng. Bởi vậy là phải có điều tra làm rõ và tìm hiểu rất là kỹ. Thì nên mà việc mà tập trung đâu đông quá thì bây giờ gặp mấy bữa nay thì trời cũng giông gió và cũng có trời mưa, nên việc mà đi lại và bây giờ sình nhầy rất là nhiều. Rồi gần như là những cái dấu chân hoặc là những cái dấu mà đường xe chạy tới ngày hôm nay là đã không có còn nữa. Tại vì mấy ngày hôm nay là cô bác vòng vòng khu vực là ai cũng rất là nóng lòng rồi lo lắng rồi sốt ruột thì đi tìm kiếm ban ngày ban đêm, là tới bữa nay là 4 ngày rồi nhưng mà cũng chưa có phát hiện gì mới. Rồi sử dụng cả livecam là bay khắp cả ở khu vực mà cây rừng cao su rồi con suối, rồi đi ngay cả xuống những con suối nhỏ cũng vẫn không thấy. Thì thật sự là gia đình của bé Gia Hưng, là nhất là cha mẹ của bé, là đang gần như là cạn những cái dòng nước mắt và đang rất là xót xa và xót ruột cho đứa con mình. Đang thật sự là khi mà đăng tải lên thì cha mẹ của bé thì để trực tiếp cái số điện thoại ở trên một cái dòng video, chỉ mong một cái điều gì đó, thật sự là trông chờ giống như mà từng phút từng giây. Mà bây giờ là ăn uống không có thể nào mà ăn uống vô được hộp cơm nào hết, chỉ ngồi chờ và nhìn ngắm cái điện thoại mình, chỉ mong có một cái cuộc gọi nào đó, mặc dù nó nhỏ nhoi và nó có thể nó mang lại một cái hy vọng gì đó cho gia đình, nhất là chị Nhi là mẹ của bé Hưng. Thì bây giờ thì cũng đang rất là buồn, cũng không có biết lời lẽ nào để nói hết. Thì khi mà những anh em bên báo chí và bên cạnh những anh em bên YouTube làm thiện nguyện, thì trong cái thời điểm lúc này á, thì gia đình không có thể nào mà chia sẻ thêm bất cứ những cái thông tin gì khác nữa. Tại vì bây giờ là gia đình cũng đang rất là hoảng loạn, và bên cạnh đó thì cũng đang đầu óc đang rất là trống rỗng, cũng không có biết như thế nào hết. Tại vì bây giờ thì bên phía cơ quan chức năng là cũng đi vô để mà thu thập những cái lời nói của gia đình. Thì tại vì á, thì bên cơ quan chức năng là cũng muốn tìm hiểu, giống như mà gia đình thì cũng có giống như mà xích mích với hàng xóm hay là ai gì đó. Thì thật sự là khi mà tìm hiểu và biết thì gia đình ở đó thì nhà cửa cũng không có nhiều. Và bên cạnh đó thì gia đình được biết là vòng vòng khu vực đó là nói gia đình của bé Gia Hưng á, thì thật sự rất là tốt. Từ bà con họ hàng hoặc là bà con hàng xóm thì ai cũng rất là thương yêu, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau hết. Tại vì gia đình là có một cái mảnh vườn là trồng cao su, rồi thì lâu lâu là thu hoạch rồi buôn bán, là chỉ có những cái người mà đi tới mà lấy cao su, rồi lâu lâu thì cái đoạn đường ở ngoài á, thì đi vô trong là nó cũng rất là vắng. Thì khi mà phía gia đình thì chia sẻ là cũng giống như mà những cái người mà đi ngang qua ngang lợi có thể gần ở đó thì chỉ nhìn phớt qua, rồi nhìn phớt ra thôi, chứ không có để ý, không có quan tâm được nhiều. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì không may mắn là bé Gia Hưng thì cũng đã mất tích trong vòng 4 ngày nay, thì cũng chưa có mà tìm ra được một cái manh mối hay là một cái gì đó nó quan trọng hết. Thì tại vì mấy ngày nay thì cô bác anh chị cũng biết rồi, mưa gió nhiều quá, rồi bên cạnh đó thì gần như là ai cũng sốt ruột hết. Đi kiếm thì ai cũng muốn mình kiếm cho bé càng nhanh càng tốt, tại vì bé nó nhỏ, quá là nhỏ. Thì nó mới có 2 tuổi, nó đối khác, rồi nó đâm nghe 10 lớn đối khác thì chịu còn được, nhưng mà bé nhỏ thì nó đâu có chịu được của bác chị à. Trong đó khi đó là ba mẹ của bé Gia Hưng á, thì trông chờ, lúc nào cũng trông chờ cái điện thoại, chỉ cần nó gieo lên là bắt máy, là biết bé ở đâu một cái là cho dù là tài sản bao nhiêu, là cho dù đánh đổi hết là ba mẹ bé vẫn chấp nhận, để chìm cầu mong cho bé là được về rồi hạnh phúc với bên cạnh gia đình mà nhỏ thân yêu của mình thôi. Thật sự á, khi mà bất cứ ai mà làm cha làm mẹ thì khi mà thấy con ra cái của mình á, mặc dù nó bệnh tật sốt nóng lên nóng xuống là mình cũng đủ sốt ruột rồi, còn cái này là có một cái đứa con duy nhất mới có 2 tuổi rồi chơi quấn quýt bên gia đình, bé nó cũng kháu khỉnh dễ thương nữa. Rồi bên cạnh đó là mới có chút xíu mà đi ra mất tích mà kiếm không phải chi, mà có một cái điều gì đó nó phải chi, có cuộc gọi nào đó hoặc là nó giải tỏa được cái tâm lý rồi cho bản thân và cho gia đình thì nó quá là dễ rồi. Còn cái này mất tích mà không có biết một cái điều gì hết, không có biết một lý do gì hết. Rồi bên cạnh đó thì thật sự tới ngày hôm nay á, thì ngay cả những người dân ở khu vực ở Dầu Tiếng, Bình Dương, là khu vực nhà của bé Gia Hưng,
Rồi bên cạnh đó thì cộng đồng mạng trong và ngoài nước thì ai cũng đang rất là nôn nóng, rất là lo, là chỉ cầu mong là hòa niệm Phật cho bé Gia Hưng thì bệnh được bình an vô sự và trở về với ba mẹ, với gia đình và những người thân yêu thôi. Thì tại vì Phong á, thì hôm bữa trước thì Phong cũng thấy những anh em đều đăng tải rồi thấy truyền tải là những cái thông tin là nói là bé đã được thấy và được đưa về nhà, thì tới lúc đó thì Phong rất là mừng luôn. Nhưng mà bữa nay thì khi mà xem với mà những cái thông tin chính thống, rồi bên cạnh đó thì cũng có số điện thoại của gia đình, thì giống như mình cũng liên lạc thì mình sẽ hỏi là bé thật sự là bé đã về chưa, rồi ngày hôm nay thì có những cái thông tin gì mới hay chưa, mới hay không, thì để mọi người để đưa ra những cái thông tin gì đó để cho mọi người biết và sẽ mừng. Thì tới ngày hôm nay thật sự là nó rất là vô vọng và chưa có những cái thông tin gì mới, thì thật sự cũng rất là buồn của bác già. Thì Phong Nguyễn thì cũng muốn chia sẻ một cái lời nói, một cái hình ảnh nào đó để gửi đến tất cả mọi cô bác anh chị. Tại vì trong cái khoảng thời gian này thì gia đình là con đang cũng rất là nó bối rối và nó không có biết lời lẽ nào để nói hết. Rồi bên cạnh đó chỉ mong một cái sự chia sẻ nào đó được lan tỏa. Tại vì có thể Phong nói là chỉ giống như mà giả dụ thôi, là một cái người giống như mà bé mà không may là bé mất tích một cái lý do nào khác đi, nhưng mà nếu mà lỡ mà có một cái người nào xấu hoặc là đang giam giữ bé, thì nếu mà có thể đăng tải và truyền tải những thông tin nó rộng rãi, thì người đó có thể là không có dám, giống như mà đang giữ bé ở chỗ một khu nào đó thì không có dám đưa bé ra ngoài. Thì bây giờ nếu mà có sự lan tỏa nhiều á, nếu mà bé mà lọt ra ở những cái khu đường lớn hoặc là những cái khu đường mà giống như mà cô bác đã từng nhìn thấy cái hình ảnh của bé Gia Hưng á, thì tới lúc đó là báo ngay cho lực lượng cơ quan chức năng á, thì sẽ giống như mà có thể giúp cho bé với gia đình được nó tốt hơn và nó sẽ hay hơn. Thì thôi á, thì bữa nay thì Phong cũng trước nhất thì cũng muốn là cầu mong cho bé Gia Hưng thì mau được cơ quan chức năng và giống như mọi người dân, bà con cô bác trong và ngoài nước, giống như mà lỡ ở đâu mà nhìn thấy hình ảnh của bé hoặc là một cái người nào đó là đang mà chở bé hay gì đó, thì có thể là báo cho cơ quan chức năng và gia đình biết, để giống như mà gia đình thì mấy ngày nay thì cũng đã xin lỗi, giống như mà đã giữ những người chú thì giống như mà chở em bé đi á, nhưng mà mới ban đầu thì tình nghi nên là tạm giữ, nhưng mà khi mà xác nhận với mà xem xét thì thật sự là cái con cái đó là con cái của ruột của những người đó, thì không phải bé Gia Hưng. Thì bên phía cơ quan chức năng và giống như mà bên phía gia đình và những người á đang rất là sốt ruột, nó thà giống như mà mình giữ lại lòng thà hơn là bỏ sót của bác chị ạ. Thì hồi giờ thì Phong cũng Nguyễn cũng xin tạm thời khép cái phần video ngắn của Phong trong ngày hôm nay tại đây. Thì Phong sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin thật sự là nó mới nhất và nó chính xác nhất để gửi tới những cô bác đang quan tâm đến cái tình hình và cái vụ việc của bé Gia Hưng. Thì cầu mong cho gia đình thì sẽ đoàn tụ rồi cùng ấm áp hạnh phúc những ngày giống như mà lúc trước khi mà bé mất tích. Thì hồi giờ thì Phong cũng kính chúc toàn thể quý ông bà cô bác là có một cái ngày mới thật là ấm áp, vui vẻ, bình an và nhiều hạnh phúc nha. Và Phong Nguyễn kính chào nha.